Kinh Lăng Nghiêm. Thì đây là cái phần quan trọng, mà nhất là đối với người tu thiền, để cho thấy rằng trên đường tu của mình, khi mà gặp những cái ma sự, những cái trở ngại thì biết rõ để mà không có lầm. Cho nên ở trong đây Phật phân tích giải rõ kỹ để cho những hành giả nhận biết những cái hiện tượng nó sai lầm hoặc là nghiêng lệch trong khi mình tu thiền định. Bởi vì không phải là mình tu thiền định rồi nó suông hết, mà có khi có những cái hiện trạng mà nó xảy ra nhưng mà nó không có đúng, mình phải biết để không có lầm, tức là biết trước để không có mắc bẫy của ma, hoặc là có khi để rơi vào con đường tà thì nó làm cho mình gọi là trở ngại, là không có tiến thẳng để viên mãn được cái đạo quả của mình. Bởi vì cái gọi là cái lầm của chúng sanh á, nó rất là tế nhị, coi như là từ vô thủy kiếp tới bây giờ chứ không phải mới. Cho nên lớp lớp mà nó che, khi mình tu trừ được cái lớp này rồi cái lớp khác nó lại hiện ra. Rồi mình không biết, rồi tưởng đâu nó sạch hết, rồi cái chấp thì nó cũng kẹt. Cho nên đây phải nhận biết. Và những cái thứ gọi là những cái thứ ma này đó, thường gọi là chữ ma đó là cái nghĩa chung, mà không phải là chỉ cho những cái loài gọi là ma quỷ mới gọi là ma không, mà chữ ma đó là nó làm chướng ngại bồ đề, hoặc là nó làm cướp đi mạng sống của mình, tức là ma cái này sát đó, nó sát hại mạng sống của mình, hoặc là nó làm chướng ngại, nó cướp đi mạng sống trí tuệ của mình, cho nên gọi là ma. Cho nên ma này nói cho nhiều, nhưng mà không ngoài hai thứ là ma bên trong và ma bên ngoài, tức là ma trong tâm của mình rồi ma bên ngoài đó. Mà Phật ở trong này Phật nhấn mạnh là sở dĩ mà ma mà nó đến hoặc là nó chi phối được mình á, là do ông chủ nhà mê lầm, tức là chủ nhà mê thì ma mới vào được, mới phá được. Nghĩa là mình có tâm ma hay là có tâm tà thì tà nó mới theo đó mà vào, còn tâm chánh á, thì tà không thể vào được. Cho nên điểm đó là điều mà người tu là phải nhận kỹ. Trong đây ngài gọi là tà thì không có thắng được chánh đó, tà bất thắng chánh, nghe không? Và ngài trong đây cũng nhắc nhở là người tu thiền định, coi như nó tu nói chung đó và tu thiền định nói riêng, đều là phải giữ gìn, phải tôn trọng giới lực nghiêm tịnh. Nghĩa là giới lực mà thanh tịnh thì đó là căn bản. Phía trước Kinh Lăng Nghiêm, tức là phía trước cái phần Ngũ Ám Ma này á, tức là trước khi nói về Ngũ Ám Ma thì Phật có dạy gọi là bốn điều răn về cái tánh thanh tịnh. Tức là sao? Tức là ngài dạy răn bốn điều này, nếu mà còn bốn điều này đó thì đó là còn gọi là có cơ hội để cho ma vào đó, tức là sát đạo dâm vọng, tức là sát sanh trộm cướp và dâm dục và vọng ngữ đó, không?
Còn bốn cái điều đó, đó ở trong tâm, mà tức là nó còn tồn động những cái hạt giống đó, thì còn có cơ hội để cho ma nó vào được, tức là còn rơi vào đường ma. Bởi vậy mà người tu mà phải coi như là khéo léo và cẩn trọng, chứ đừng có vội tự kiêu, được chút gì đó cái hài lòng, coi như là được chút ít công phu cái thì tự mãn rồi đó, thì không được. Cho nên trong nhà thiền thường nhắc là phải gọi là vô sở đắc, thấy không, là không có thấy có được cái gì hết, không có nghĩa là cho là mình có chứng có đắc gì đó. Còn ở trong đây thì sau mỗi phần về một cái thứ ma đó, ấm ma đó, thì Phật thường thường kết luận lại là hành giả mà không có khởi cái tâm cho mình là chứng thánh thì đó là cảnh giới lành. Còn khởi cái hiểu, không, tức là cái kiến giải đó, không, cho là mình là chứng thánh đó, thì rơi vào đường tà. Đó là ngài luôn luôn ngài nhắc. Nhưng mà nói như vậy thì mình không phải nghe nó ma rồi cái tu rồi sợ rồi bị ma nó chướng, ma nó phấy, mà Hòa Thượng Tuyên Hóa ngài nói ngược lại, tức là tuy nói là ma nhưng nhìn cái bề trái của nó đó thì chúng đến là để giúp đỡ sự tu hành của mình. Tức là về thông thường thì mình thấy ma nó làm chướng mình, nhưng mà nhìn cái bề trái tức là nó giúp cho mình. Giúp làm sao? Tức là để xem chí nguyện của mình có kiên cố hay là chẳng kiên cố. Nếu mà kiên cố thì dù có ngàn con ma tới, mình cũng không thay đổi lập trường. Vạn con ma tới, mình cũng không có thối lui. Cái gì mình cũng không sợ hết. Thì như vậy tức là nhờ đó mà nó luyện thêm cái chí kiên cố cho mình để kiểm chứng lại cái tâm tu hành của mình. Nghĩa là tâm mà tu hành còn yếu thì tới ma tới sợ, còn tâm nó kiên cố, nó vững bền thì biết rằng như vậy là công phu nó vững, thì ma dù tới nhưng mà không có làm lay chuyển được. Và cái điểm quan trọng mà cần nhớ đó là phải biết trước để không có lầm. Cho nên ở đây là Phật dạy kỹ. Tức là đây là cái vào trong cái phần văn kinh là Phật dạy, tức là lúc bấy giờ gần xong thời thuyết pháp thì Như Lai từ tòa sư tử vịnh ghế thất bảo, rồi soi thân hình như núi vàng tía, rồi lại dựa vào ghế bảo khắp A Nan và đại chúng rằng: các ông thuộc hàng duyên giác và thanh văn hữu học, ngày nay đã hồi tâm hướng đến vô thượng diệu giác Đại Bồ Đề. Ta cũng đã nói về pháp tu hành chân thật cho các ông nghe, song các ông vẫn còn chưa nhận biết những ma sự vi tế trong khi tu chỉ và quán. Lúc cảnh ma hiện ra trước, các ông không thể nhận biết, thì cái việc rửa tâm chẳng đúng pháp sẽ rơi vào tà kiến hoặc ma ngủ ấm của các ông, hoặc là thiên ma, hoặc mắc phải quỷ thần, hoặc gặp loài ly mị. Trong tâm ông chẳng sáng tỏa, liền nhận vật làm con. Tức là bây giờ ở đây là Phật thuyết pháp gần xong, ngài mới gọi là vịnh ghế đứng dậy, nhưng mà ngài chưa gọi là chưa đi hẳn, cho nên đứng dậy rồi còn dựa vào ghế đó, rồi mới bảo khắp trong đại chúng. Tức là đây là nó có mấy cái từ mà người Phật tử mà mới đọc thì thấy hơi khó hiểu. Tức là từ nơi tòa sư tử, rồi vịnh ghế thất bảo, rồi soi cái thân hình như núi vàng tía. Tòa sư tử là chỉ cho cái tòa của Phật ngồi đó. Bởi vì Phật thuyết pháp thì gọi là hay phá tan, dẹp tan những cái tà ma ngoại đạo, những cái kiến chấp sai lầm của tất cả. Cũng giống như là sư tử, sư tử khi mà rống lên thì các loài thú nó đều phải khiếp phục hết. Cho nên cái chỗ ngồi để thuyết pháp của ngài đó gọi là tòa sư tử.
Rồi ghế thất bảo, đây tức là ghế ghế quý báu đó, do bảy thứ báu mà hợp thành, làm thành. Còn soi thân hình và như núi vàng tía là chỉ cho cái thân Phật, đặc biệt là sắc vàng, không? Từ sắc như vàng vậy đó, mà vàng đây là vàng tía, là cái loại vàng quý, không? Đây là do cái sức quân tu quân, tức là sức phước đức ngài quân tập nhiều đời. Đọc như vậy thì mình thấy nó cũng hơi lạ, nhưng mà ngay nơi ở Việt Nam của mình thì có vua Trần Nhân Tông, khi mà sinh ra đó thì trong sử cũng ghi là ngài ra đời cái thân cũng sắc vàng, vàng như giống giống như Phật. Cho nên vua Thánh Tông thấy vậy vui mừng mới gọi ngài là Kim Phật đó, tức là ông Phật vàng. Thì ở đây đó, để đến đây thì rồi cái thì Phật mới gọi là dựa ghế đó, rồi bảo khắp trong đại chúng là bây giờ đây các ông là thuộc cái hàng viên viên giác, rồi thanh văn hữu học, tức là đây là thuộc về, nói theo danh từ chuyên môn là thuộc về hàng nhị thừa đó, không? Duyên giác là tu về 12 nhân duyên để chứng đến cái quả niết bàn, tức là dứt hết sanh tử. Còn thanh văn thì tu theo cái pháp tứ đế, cũng để đạt đến gọi là niết bàn, dứt hết sanh tử. Nhưng mà trong trong hàng thanh văn đó thì có gọi là bốn quả vị là Tu Đà Hoàng, rồi Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Thì trong bốn quả đó thì ba quả đầu đó là thuộc về hàng hữu học, tức là chưa dứt hết được sinh tử. Nghĩa là ví dụ như là tu mà chứng được Tu Đà Hoàng thì coi như là đã vào được cái dòng thánh. Cho nên rồi trong kinh gọi là còn bảy lần sanh trở lại, tức là qua lại nơi thế gian này rồi mới vào niết bàn. Nhưng mà như vậy thì cũng là được cái chỗ an ổn rồi, tức là bảy lần nữa qua lại đây rồi vào niết bàn, tức là dứt hết sinh tử. Tức là gọi là vào được cái dòng thánh. Còn Tư Đà Hàm á thì gọi là cái quả Nhất Lai, thì chứng cái quả này thì còn phải một lần sanh lên cõi trời và một lần trở lại thế gian này rồi mới vào niết bàn. Nhưng mà như vậy thì cũng là đã có cái niềm tin vững rồi, thấy không? Tức là chỉ còn có một lần nữa lên sanh lên trời rồi vào đây rồi cũng vào niết bàn. Còn A-la-hàm thì bất lai, tức là chứng quả này rồi thì sanh lên cõi trời gọi là Ngũ Na-hàm, ở trên cõi sắc giới đó, rồi ở đó thì vào niết bàn luôn. Như vậy nhưng mà chưa thực vào niết bàn, chưa dứt hết sanh tử, cho nên gọi là còn hạng hữu học, đến quả A-la-hán đó thì mới gọi là vô học. Ở đây thì ngài A-nan cũng còn trong hàng hữu học, nói chung là những vị duyên giác nữa còn trong hữu học. Nhưng mà bây giờ đây là đã hồi tâm hướng đến vô thượng diệu giác Đại Bồ Đề, tức là đến Bồ Đề của Phật, tức là không còn nghĩa là có cái tâm nghĩa là coi như là định trụ vào trong cái gọi là thanh văn duyên giác, mà hướng đến Đại Thừa để đạt đến cái quả vị Phật, tức là tự giác rồi giác tha nó đầy đủ. Thì chính vì có cái hội tâm hướng đến vô thượng diệu giác Bồ Đề nên như vậy, cho nên đây Phật mới chỉ rõ thêm những cái con đường này để cho không có lầm, tức là không có dừng. Thì đây ngài nói là như vậy, thì Đức Phật ngày trước đó ngài đã nói về cái pháp tu hành chân thật cho các ông nghe rồi, không? Nhưng mà bây giờ đây trên cái đường tu nó còn những cái ma sự vi tế nữa, không phải dễ, cho nên rồi ngài phải chỉ ra trước. Thì cái chỗ này đặc biệt là không ai hỏi nhưng mà ngài tự nói. Thì tại sao như vậy?
Thường thường thì có các vị là hỏi, ví dụ ngài A Nan hoặc ngài Xá Lợi Phất, ngài Tu Bồ Đề, nghe không? Hỏi thì Phật nói, còn ở đây thì chỗ này thì chưa hỏi mà ngài tự nói. Đó. À, tức là để cho thấy rằng đây là cái chỗ này là chỗ rất là vi tế, khó biết, người tu cũng khó nhận ra. Còn Đức Phật, ngài đã đi qua, ngài đã trải qua hết, trí tuệ ngài viên mãn, cho nên ngài thấy hết, do đó mà ngài mới tự chỉ ra, phân tích để cho người tu không có lầm lẫn. Chứ còn những cái vị này chưa có đến thì làm sao biết được để mà hỏi. À, nghĩa là phải nhờ ánh sáng giác ngộ của Phật rồi mới soi thấu hết những cái chỗ này. À, như vậy thì nghĩa là đây thì nghĩa là Phật vì những hàng thanh văn duyên giác, những người hữu học mà hướng tâm đến vô thượng diệu giác đại bồ đề đó để mà nói ra những cái điều căn bản này. Mà vô thượng diệu giác đại bồ đề đó tức là cái chỗ nghĩa là giác ngộ chân thật nơi mỗi người chứ không gì khác hết. Ai cũng đều có cái này hết chứ không phải là nói là diệu giác này là diệu giác của Phật. Mà ở đây là ở ngay nơi mỗi người đều có đủ cái gọi là diệu giác vô thượng này, thấy không? Cho nên mình phải soi lại mình thì rõ được chứ không có kẹt trên cái tên. Tức là phải khai thác cái diệu giác ở nơi tự tâm của chính mình. Thì đây Phật nói là trước ngài đã dạy, đã nói về những cái pháp tu chân thật, tức là như phần trước đó của kinh Lăng Nghiêm thì Phật có chỉ dạy về các cái pháp tu như là 25 pháp viên thông đó của các ngài Bồ Tát nói ra, rồi Phật cũng chỉ khai thị cho những cái tánh thấy, tánh nghe cho ngài A Nan. Thì căn bản là từ 6 căn mà soi trở lại thì đó là con đường trở về, tức là ngược con đường mê trở về con đường giác. Nhưng mà trong khi tu thì nó còn có xảy ra những cái hiện tượng sai biệt, gọi là những cái lầm vi tế mà hành giả không có dễ gì biết. Cho nên mà không biết thì dễ rơi vào đường ma, gọi là bị ấm che. Cho nên đây ngài phân tích ra cho thấy, nghĩa là trong khi tu chỉ và tu quán thì những cái cảnh ma nó hiện ra, các ông mà không có nhận biết thì rửa tâm nó không có đúng pháp, sẽ rơi vào tà kiến. Tức là cái việc chỗ mà để mình gạn lọc, mình thanh tịnh tâm mình đó, nó không có đúng pháp thì dễ rơi vào tà kiến. Tu chỉ, tu quán là chỉ là thuộc về định, quán là thuộc về tệ đó. Nghĩa là tu chỉ là dừng tất cả những cái vọng tưởng của mình, thấy không? Còn tu quán thì nó lại soi sáng tất cả, rõ được tất cả, cũng là như mộng, như quyển. Thì hai cái đó là cái nhân định tuệ. Thì trong những cái ma này, đây thì ngài nói hoặc là ma ngũ ấm, hoặc là thiên ma, hoặc là quỷ thần, hoặc là ly mị. Ly mị là những loài ma quái, thấy không? Nó đến nó quấy phá. Thì thiên ma, quỷ thần, ly mị đó là thuộc về ma bên ngoài, thấy không? Còn ngũ ấm nói chung là ma bên trong đó, thấy không? Như vậy thì trong tâm của ông mà chẳng sáng tỏ thì liền gọi là nhận vật làm con, thấy không? Nghĩa là không có hiểu được thì tưởng đâu là những cái đó là mình đã được này được kia gì đó rồi cho nhận cái đó là phải, thì gọi là nhân vật làm con, nó phá hoại, nó cướp hết những của báo trong nhà mình. Mà lại có trường hợp trong ấy được chút ít cho là đủ, như tỳ kheo vô văn được đệ tứ thiền vọng cho là mình đã chứng thánh, đến khi phước cõi trời đã hết, tướng suy hiện ra trước liền phỉ báng, A-la-hán vẫn còn sanh trở lại, ngay đó rơi vào địa ngục vô gián. Các ông phải lắng nghe kỹ, nay tôi sẽ phân biệt tường tận rõ ràng cho các ông. Đây ngài nhắc cái trường hợp này, lấy cái gương, tức là
người mà gọi là tu và được chút ít cho là đủ đó, không? Phần này là cũng dễ mắc kẹt. Đây là ngài lấy gương của tỳ kheo Vô Văn để mà răn nhắc, tức là ông tỳ kheo Vô Văn này là ông tu hành, ông chứng được đệ tứ thiền. Đệ tứ thiền tức là cái bậc thiền thứ tư đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, không? Thì đúng ra mà người tu mà đạt đến đệ tứ thiền này thì cũng không phải dễ, không? Đến đạt đệ tứ thiền này gọi là xả niệm thanh tịnh đó, tức là xả được những cái niệm khổ vui mà tâm được thanh tịnh, do tâm thanh tịnh cho nên rồi tưởng cũng như là mình đã chứng A-la-hán rồi, không? Bởi vì xả được cái niệm khổ vui, giống như là không còn khổ không còn vui vậy, tâm nó được rất là thanh tịnh, không? Nhưng mà đây á, là không phải thật thanh tịnh mà do cái công phu nó tạm, nó giống như là nó đè, nó nép phục vậy thôi, tức là những cái vọng tưởng, những cái tâm khổ vui nó tạm nép phục vậy thôi, chứ không phải là nó sạch hết cái hạt giống đó, hạt giống sinh tử. Cho nên là tưởng đâu là mình thật vô sanh, là được A La Hán. Vậy rồi cái thì sanh lên cõi trời tứ thiền ở trên đó, thì khi mà đến hết cái phước đó, tức là cái giống cái sức định đó, nó hết sức định, nó hết rồi cái thì sao, thì tướng suy nó hiện ra, tức là những cái vị trời đó thì sống là không phải như mình đây, là cái sanh ra trẻ, trẻ rồi tới già, già rồi cái chết, không? Mà các vị trời thì không có già, cho nên người ta gọi là các vị tiên đó, nghĩa là sống ai mà gọi là mà sống lâu rồi cái thì cũng còn trẻ hoài, giống như là tiên, không? Tức là không có già, nhưng mà khi sắp chết á thì có năm cái tướng gọi là ngũ suy nó hiện ra, thì biết rằng cái tuổi thọ nó hết. Năm tướng đó tức là quần áo đó, bây giờ nó thường lại hôi nhơ, đúng là trời thì áo của trời thì đâu có nhơ, nhưng mà đây cái nó hiện ra hôi nhơ, rồi vòng qua trên đầu đó nó lại héo, không? Rồi thân thể nó cũng hôi nhơ, nách nó thường ra mồ hôi. Và thứ năm là lại thường chán, nghĩa là cái chỗ ngồi của mình. Như vậy thì khi mà vị trời mà thấy năm cái tướng này hiện ra thì biết rằng mình sắp chết, không? Mà những vị trời mà khi mà thấy những cái tướng này hiện ra thì rất là đau khổ, không? Mình bây giờ ở đây á thì mình thấy cái cảnh người ta chết quen quá rồi, mà đến khi mình chết á mình còn thấy là sợ rồi, đau khổ rồi. Còn các vị trời á là sống là không biết là bao nhiêu chục ngàn năm, không? Nhưng mà tức là ít khi mà thấy được chết, mà cũng không dễ gì thấy chết. Mà khi mà thấy cái tướng hiện ra biết mình sắp chết rồi thì sao? Đó thì lúc đó mới thấy thật là đau khổ. Coi như là không tưởng tượng, không có chuẩn bị trước nữa, đó, mà bây giờ thấy hiện ra rất đau khổ. Thì cái ông tỳ kheo Vô Văn này thấy cái tướng hiện ra thì biết rằng mình sắp chết rồi, hết tuổi thọ rồi, tức là cái tướng này là tướng sinh tử. Nhưng mà trước giờ là cứ nghĩ mình cho mình là chứng A La Hán là hết sinh tử rồi, bây giờ cái tướng này nó hiện ra thì sao? Thì ông mới sanh cái niệm tà kiến. Ông nói vậy là Phật nói dối rồi, Phật nói là A La Hán là dứt hết sinh tử, không còn sanh trở lại, mà tại sao mà tôi đã chứng A La Hán mà lại còn sanh tử? Không, như là Phật nói dối, giờ là không có cái quả A La Hán, không? Do sanh tà kiến vậy đó, cho nên ông bị đọa vào địa ngục vô gián. Thì như vậy thì đó là không ngờ là do ông mà ông lầm, mình chưa phải chứng A La Hán mà dội cho là chứng A La Hán. Mà cái chỗ này
Ngày xưa cũng có nhiều vị tỳ kheo cũng tu, cũng lầm ở chỗ này, tức là tu chứng tứ thiền, hoặc là có vị tu chứng tam thiền. Tam thiền thì gọi là được cái vui, mà vui rất là vui, gọi là cái diệu lạc đó, thấy không? Thì cũng là cho mình giống như đó là A-la-hàm. Còn chứng tứ thiền thì cho là mình là A-la-hán rồi. Nhưng mà thực ra tứ thiền cũng thuộc về trong gọi là phàm phu thôi. Đây là thuộc về trong hàng phàm phu thôi, tức là chưa được vào trong hàng thánh nữa. Tu Đà Hoàng đó thì đã được vào trong hàng thánh thứ nhất rồi. Còn đây dù tứ thiền nhưng cũng còn là hàng phàm phu. Thì như vậy đó, đây Phật nhắc lại cái gương này để mà nhắc cho người tu, mà nhất là tu thiền định á, thấy không? Cẩn thận, đừng có vội vàng, được chút ít cho là đủ, thấy không? Mình là người tu cũng vậy, có khi thì mới thấy cái tâm nó được tạm lặng lẽ một lúc, tưởng đâu như mình hết phiền não rồi, cho giờ là chứng đạo rồi, thấy không? Rồi cái thì ít lâu sau cái sức gọi là cái sức định đó nó yếu rồi, gặp duyên cái nó sanh phiền não trở lại. Rồi cái thì thấy thối tâm, thấy không? Thì cái đó là cũng là cái bệnh, cho nên đây là phải biết trước để mà ngăn không có rơi vào trong những cái bệnh đó. Do đó đây là Phật nhắc, Phật kêu là các ông phải lắng nghe cho kỹ, tôi sẽ phân biệt tường tận rõ ràng cho các ông. Thì A Nan liền đứng dậy cùng với hàng hữu học trong pháp hội vui mừng đảnh lễ cung kính lắng nghe lời Như Lai chỉ dạy. Tức là tất cả nghe là một lòng lắng nghe. Phật bảo A Nan và cả đại chúng, các ông nên biết 12 loài chúng sinh trong thế giới hữu lậu đều có đủ tâm thể giác ngộ tròn đầy, là các bản giác sáng suốt nhiệm màu sẵn có cùng với chư Phật ở mười phương, không hai không khác. Chỗ này là cái điểm mà gọi là trọng yếu, mình phải thấy được, không? Nghĩa là Phật dạy kỹ là 12 loài chúng sinh ở trong thế giới hữu lậu này, không? Tức là 12 loài chúng sinh này là nói chung tất cả, từ con người rồi cho đến cõi trời, rồi loài này loài kia, con này con kia, con heo, con vịt, con gà, cho đến nghĩa là con tôm, con cá, những loài ma quỷ đủ hết trong này. Tức là nói chung đó, nghĩa là 12 loài này trong cái phần trước Kinh Lăng Nghiêm có nói đó. Tức là thứ nhất là cái loài thuộc về nõn xanh, cái loài thuộc về xanh trứng, không? Rồi cái loài thuộc về thai xanh, là xanh vào bào thai. Cái loài thuộc về thấp xanh, xanh nơi ẩm ướt. Loài thuộc về quá xanh. Rồi cái loài có sắc, cái loài không sắc, không? Có sắc thì dễ thấy, loài không sắc là cũng khó thấy. Tức là loài giống như những loài này sống trong u ẩn tối tăm đó. Rồi cái loài có tướng, có loài không tướng, có tưởng nhé, có tưởng, có loài không tưởng. Rồi cái loài chẳng phải có sắc, chẳng phải không sắc, không? Loài chẳng phải có tưởng, loài chẳng phải không tưởng. Đó là 12 loài, đó là gồm chung hết, không? Thì trong 12 loài chúng sanh đó đều có đủ tâm thể giác ngộ tròn đầy. Đó là cái bản giác sáng suốt nhiệm màu sẵn có cùng với chư Phật ở mười phương, không hai không khác. Tức đây là Phật xác định rõ tất cả đồng có một cái tâm thể giác ngộ sáng suốt tròn đầy đó. Hay nói ngược lại là như vậy, là cái thể của chúng sanh đó vốn là Phật, không? Thể của Phật thì không rời chúng sinh. Như vậy thì mỗi người chúng ta đều có đủ cái tâm thể sáng suốt đó, không? Mà không nhận ra, không khai thác nó để mà sống thì cái đó rất là đáng tiếc. Cho nên đây mới chính là của báo gọi là quý nhất trên đời, không? Đó, mình phải giữ gìn, phải khai thác đó. Còn không để cho ma nó chen vào đó, rồi nó che mờ, nó cướp đi
những cái của quý, thấy không? Tức là nó cướp đi những công đức tốt lành của mình, thấy không? Để rồi mình sống theo ma đó, thì cái đó là cái đáng tiếc, thấy không? Và như vậy thì gọi là không phải là tìm Phật ở đâu xa, mà tìm ở ngay trong chính mình, tức là khai thác, phát triển cái tâm thể sáng suốt này ra, thì đó là cái chỗ thành Phật. Phật mười phương chư Phật, thành Phật là cũng thành ngay chỗ đó, chứ không phải thành ở đâu khác. Bởi vì Phật thì chính là giác, mà giác là ngay nơi tâm của mình. Vậy thì chúng sanh ai mà khéo biết khai thác được cái tâm thể giác ngộ đó, thì tức là mình chuyển mê thành giác, tức là đổi cái tên chúng sanh thành cái tên giác. Thì nhận rõ được cái chỗ này thì ai đều có đủ cái niềm tin để cho mình tiến lên. Rồi đây Phật mới chỉ ra cái mê, nghĩa là có cái đó mà không nhận, do ông vọng tưởng mê mờ lý thật mà thành lỗi lầm, rồi si ái phát sanh tạo thành cái mê cùng khắp nên có tánh hư không. Mê lại thêm mê chẳng dứt thành có thế giới. Thế thì thế giới nhiều như hạt bụi ở mười phương, đây chẳng phải thuộc vô lậu, đều do vọng tưởng mê muội dựng lập. Đây là Phật chỉ ra cái mê, tức là do ông vọng tưởng mê mờ cái lý thật mà thành lỗi lầm, tức là cái bản tánh chân thật sáng suốt sẵn có đó, rồi mình khởi vọng tưởng lên cái mê nó, quên mất nó, mới thành ra cái lỗi lầm, rồi đi vào sinh tử. Cho nên gọi là si ái nó phát sinh. Cái si ái này là cái mà coi như là nó đi theo mình từ lúc mới mê cho tới bây giờ, đều đủ hết. Nghĩa là cái si mê ái dục nó ngầm nó đi theo mình đó. Mà chính vì mà có nó hay còn nó đó là mình còn đi trong sinh tử mãi. Rồi si ái đó nó sanh cho nó mới tạo thành cái gọi là cái mê, mà gọi là cái mê cùng khắp. Nghĩa là đang sống ở trong cái thể giác này sáng suốt, không chịu, rồi cái là khởi vọng rồi thành ra nó mê mờ chính nó. Do mê mờ cho nên thành có cái gọi là cái hư không, nó mù mờ, nó mênh mang không bờ mé, cho nên gọi là si ái phát sanh mà tạo thành cái mê cùng khắp nên có tánh hư không. Tức là đang trong sáng suốt vậy, rồi cái thì mê khởi thành ra mờ mờ, cũng giống như là mình khi mà đang tỉnh táo sáng suốt vậy, rồi cái mệt mỏi cái mắt nó híp cái thì muốn đi vào giấc ngủ. Thì lúc đó nó mờ mờ cái thì cái mờ mờ đó là không biết đâu là bờ mé. Cho nên nó giống như là hư không, nó mênh mông không có đâu bờ mé hết. Rồi mê lại thêm mê chẳng dứt thành có thế giới, tức là mê có mê vậy nó kết chặt thành có thế giới. Còn mình thì cũng vậy, mê mờ đó là cái híp mắt rồi cái thì ngủ cái thì sao, thì thành mộng. Thì trong mộng thì thấy nghĩa là cũng có đủ hết, thấy không? Nhà cửa rồi người vật, nghĩa là xe cộ gì cũng có đủ trong đó hết, thấy không? Rồi cũng buồn vui, cũng giận ghét rồi trong đó có đủ hết. Nhưng mà khi chợt giật mình tỉnh dậy thì sao? Thì tất cả đều là như giấc mộng, không có gì hết. Thì cái cõi thế gian này cũng giống vậy. Mình bây giờ do còn mê cho nên mình thấy cái gì cũng thật hết. Nhưng mà với các bậc đã giác ngộ sáng suốt rồi thì mới thấy rõ nó đều là không thật. Cho nên là các ngài mới tự tại ở trong đây, không có lầm lẫn. Nghĩa là các ngài, cho nên là các ngài có thể là từ trong tâm có thể hiện thành các thế giới, như chư Phật có thể hiện thành các thế giới, các vị Bồ Tát cũng vậy. Cho nên là các ngài vào trong cái cõi này giống như đi chơi vậy, như các ngài Bồ Tát rồi có khi các ngài như là
Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền chẳng hạn, mà các ngài hiện thân ra nhiều các hạng mà gọi là cùng cực hạ tiện, ví dụ như hiện thành cái hiện tướng như là ngài Hằng Sơn Thập Đắc rồi nhé, vị Bồ Tát mà hiện thành ra những cái gã như điên điên cùng cùng sống ở trong chùa đó. Mà nếu mà như mình thì mình đâu có dám hiện vậy đó. Nhưng mà các ngài thấy như mộng thôi đó. Đó, như vậy thì do mê nghe không, rồi hiện thành hư không, rồi từ hư không đó mới hiện ra thành thế giới. Như vậy thì thế giới nhiều như hạt bụi ở mười phương đây cũng chẳng phải là thuộc vô lậu không, tức là điều trong mê thôi, do vọng tưởng mê muội mà dựng lập. Rồi phải biết hư không sanh trong tâm ông giống như làn mây điểm trên bầu trời xanh, huống là các thế giới ở trong hư không. Trong các ông có một người nào phát sáng trở về nguồn chân thì mười phương hư không đây thải đều tiêu mất hết. Làm sao bao nhiêu cõi nước có trong hư không kia chẳng bị rung chuyển vỡ nát. Thì ở đây nhận được ở chỗ này rồi thì mình mới thấy là cái sự giải thoát nó ngay trước mắt. Và nhất là khi mà sắp chết đó không, mà nhớ được chỗ này, nhận chỗ này rồi á thì đi tự tại. Nghĩa là hư không sanh ở trong tâm của mình á, giống như làn mây điểm trên bầu trời xanh. Như vậy thì cái tâm thể của mình đó nó rộng lớn biết bao nhiêu. Hư không sanh ở trong nó mà giống như làn mây vậy thôi, làn mây ở trên bầu trời xanh. Như vậy thì các thế giới mà nó lại ở trong hư không nữa thì nó có thấm gì đâu, có giá trị gì. Cho nên gọi là một người trong các ông đó, ai mà phát sáng trở về nguồn chân thì mười phương hư không thải đều tiêu mất. Vậy thì mỗi người đều có cái tâm thể thênh thang rộng lớn như vậy mà mình không chịu sống, lại sống đóng khung vào trong cái tôi mấy chục kilo này đó, rồi hơn thua yêu ghét trong đó. Đó thì mới thấy cái, đó là cái mê nhiều đời. Bây giờ đây soi sáng trở lại, thấu suốt chỗ này thì khi mà sắp chết đó, mà nhớ rõ vậy đó thì còn chỗ nào để cho mình sanh. Nghĩa là hư không nó cũng là một điểm mây trong tâm thể này thôi, còn thế giới đó nhiều vô lượng đó thì nó lại là ở trong hư không thì có giá trị gì. Vậy thì sắp chết mà nhớ được chỗ đó đó là hết chỗ sanh, không còn chỗ để mình đi. Và một người mà giác ngộ tỏa sáng trở về nguồn chân này thì mười phương hư không thải đều tiêu hết. Nghe nói như vậy thì nhiều người chưa tin nổi mà có thật như vậy hay không. Bây giờ đây thế giới non sông rồi cây cỏ cũng như là núi Yên Tử này nó cũng còn nguyên ở đây. Mà nói rằng một người mà tỏ ngộ trở về chân này nó tiêu hết. Vậy thì từ xưa tới giờ đó Phật đã thành Phật, rồi các vị A-la-hán thành A-la-hán, các vị Bồ-Tát thành Bồ-Tát biết bao nhiêu người rồi, mà bây giờ nó cũng vẫn còn đây. Vậy nó tiêu là tiêu sao? Cho nên với con mắt của chúng sanh á, không thì khó hiểu, cũng không thể hiểu nổi. Cho nên không có qua được chỗ này. Mà không qua được chỗ này á thì làm sao qua được sắc ấm. Cho nên vẫn còn bị sắc ấm nó che. Chứ sự thật sáng tỏ được thì rõ ràng là nó tiêu mất. Một người mà sáng tỏ được thì nó tiêu mất liền. Nhưng mà nó tiêu sao? Mình thì mắc kẹt ở trong cái ngôn ngữ, không? Cho nên nghe nó nói tiêu á là phải sao? Tiêu là nó phải hoại hết, không? Núi sông cây cỏ nó phải hoại nát hết, nó gọi là tiêu. Nhưng mà đây hiểu chứ tiêu, bởi vì nó đây Phật nói là nó do cái mê mà hiện thành nên nó tiêu á là tiêu trong con mắt giác ngộ đó, không? Trong con mắt của người giác ngộ đó, chứ không phải là làm cho nó tiêu. Nghĩa là trong con mắt giác ngộ thì thấy coi như suốt qua tất cả mười phương hư không thế giới, không có cái gì che mờ được hết. Thì dù cho nó có đó cũng giống như không, tức là nó tiêu hết,
không có chút gì che mờ được hết. Còn mình bây giờ đây bị nó che hết, tức là bị che ngại, tức là nó thành có. Còn với con mắt của các ngài đó thì nó là thấu suốt qua hết, cho nên có cũng như không. Thì nó tiêu là tiêu trong mắt trí tuệ đó. Cũng giống giống cũng như một cái điểm nhỏ nhỏ, thí dụ như là bây giờ là khi mà người ta nhìn qua cái tia X quang đó, thì nó chiếu cái là nhìn thấu qua được cái da thịt của người, thì giống như da thịt nó tiêu hết trong ánh sáng đó, mà thấy thấu qua bên kia luôn, thì cái này cũng vậy, chứ không phải tiêu là làm cho nó mất hết, nó hoại hết. Cho nên là mình học ở đây là phải thấy thấu qua những cái chữ nghĩa đó, không còn mắc kẹt ở cái chữ tiêu. Cho nên ở trong nhà thiền mà có thiền sư Thiệu Tu Long Tế đó, một hôm thì trên cái đường ngài đi tham học với ngài Pháp Nhãn với ngài Quế Sâm, thì Pháp Nhãn mới hỏi: người xưa nói rằng ở trong vạn tượng riêng bài thân, tức là ngài Huệ Lăng Trường Khánh đó, ngài tỏ ngộ, ngài có làm bài kệ đó, thì trong đó ngài nói rằng ở ngay trong vạn tượng này mà riêng bài thân, tức là bài cái pháp thân đó, pháp thân ở ngay trong vạn tượng này mà nó riêng bài ra. Thì ngài Pháp Nhãn lại dẫn lại như vậy, tức là người xưa nói ở trong vạn tượng riêng bài thân, như vậy là nó vạch dạng vạn tượng hay là chẳng vạch vạn tượng, như vậy tức là mình vạch vạn tượng ra mà nó bài hay là chẳng vạch vạn tượng mà nó bài. Thì ngài Thiệu Tu đó mới đáp là chẳng vạch vạn tượng. Thì Pháp Nhãn nói cái gì là vạch chẳng vạch, không? Tức là nó vạch chẳng vạch đó là thuộc về hai bên, tức là cũng còn thấy nó thật, không? Tức là thấy nó thật cho nên mới có vạch vạn tượng ra hay là chẳng vạch đó. Thì ngài Thiệu Tu cũng còn mờ mờ mịt mịt, chưa ngộ, cho nên nghe nói vậy mà không hiểu. Ngài mới đi quay trở lại nơi cái viện Địa Tạng, thì ngài Quế Sâm nó mới hỏi: ông đi chưa bao lâu mà sao lại trở lại đây? Thì sư mới thưa: con có việc chưa giải quyết xong, thì đâu có yên để mà leo non lội suối. Thì ngài Quế Sâm bảo: ông leo vượt bao nhiêu non suối mà lại chẳng yên? Thì sư cũng chưa hiểu được cái lời dạy đó, sư mới hỏi lại là: người xưa nói rằng ở trong vạn tượng riêng bài thân, ý chỉ đó thế nào? Thì ngài Quế Sâm ngài bảo: ông nói là người xưa vạch vạn tượng hay là chẳng vạch? Sư thưa là chẳng vạch, không? Tức là theo bình thường thì hiểu vậy là cũng hay đó, tức là ngay trong vạn tượng mà riêng bài thôi chứ không có vạch, nhưng mà vậy cũng còn thấy có vạn tượng thật cho nên mới có vạch hay chẳng vạch. Thì ngài Quế Sâm ngài bảo hai cái tức là còn mắc kẹt hai bên. Thì sư mới kinh hãi, mới lặng yên lặng thinh không có nói gì. Rồi chút mới hỏi thêm: chưa biết người xưa là vạch vạn tượng hay chẳng vạch? Thì Quế Sâm mới bảo: ông nói cái gì là vạn tượng? Thì ngay đó ngài liền tỉnh ngộ. Tức là vạn tượng là cái gì mà ông nói vạch chẳng vạch? Tức là thấy vạn tượng là thật, không? Tức là sum la vạn tượng, người cây cỏ vật đồ đó mình thấy thật, cho nên mới có ở trong đó là vạch bài nó ra để mà hiện cái pháp thân, hay là chẳng vạch mà nó hiện pháp thân. Còn bây giờ thấy rõ vạn tượng sum la đó là như mộng thôi, có gì đâu vạch chẳng vạch, thì ngay đó là sáng tỏ thôi. Cho nên đây thì ngài Quế Sâm ngài nhấn mạnh lại: ông nói cái gì là vạn tượng? Thì ngay đó ngài liền tỉnh ngộ. Tức là hư không nó còn như là làn mây trong trong cái tâm thể của ông nữa, thì vạn tượng là cái gì thì hết còn che ngã, không hết còn chướng ngại, không có gì che được hết, thì ngay đó tỏ ngộ chứ gì. Vậy tức là ngay đó là nó tiêu, vạn tượng thì nó tiêu là tiêu như vậy đó. Tức là lúc ban đầu á thì ngài Thiệu Tu á ngài cũng theo cái tình mê thấy vạn tượng đây là thật, cho nên ngài mới cho rằng bây giờ muốn thấy được pháp thân thì phải dịch bài vạn tượng này ra mới thấy được. Hoặc là thôi để ngay trong đó, ngay trong cái vạn tượng đó cũng để nó đó, rồi có cái pháp thân để mình thấy. Vậy thì cũng có cái vạn tượng, rồi cũng có cái pháp thân, hai cái. Nhưng mà không ngờ đây mới thấy rõ, chính ngay vạn tượng đó nó là không thật rồi, thì thấy thấu qua nó, thì pháp thân nó rõ ràng, hết còn che mờ.
Đó, thì vậy là vạn tượng nó tiêu ngay ở trong cái ánh sáng trí tuệ đó. À, thì đó là thấu qua cái nghĩa sắc không. À, đó, mà thấu được vậy đó, à, thì mới thấy thấu được sắc ấm. À, ấm nó hết chưa? À, thì ở đây Phật mới dạy, không? Như vậy thì đó là điều do vọng tưởng mê muội mà dựng lập. À, phải biết hư không sanh trong tâm của ông giống như làn mây điểm trên bầu trời xanh, huống là các thế giới ở trong hư không. Vậy trong các ông có một người nào mà phát sáng trở về nguồn chân thì mười phương hư không đều tiêu hết. À, thì làm sao bao nhiêu cõi nước có trong hư không kia chẳng bị rung chuyển vỡ nát. Tức là một người giác ngộ, không, định lực nó sâu, không, thì giống như là nó cảm ứng làm cho những cái cõi nước trong hư không đó nó đều bị rung chuyển hết, không, chính đó mà ma nó mới đến nó quấy phá. À, các ông tu thiền thành tựu chánh định liền cùng chư Bồ Tát ở mười phương và các vị vô lậu đại la hán tâm tâm thông suốt khế hợp nhau. Ngay đó trong lặng, tất cả ma vương cùng quỷ thần và các vị trời phàm phu đều cảm nhận cung điện của mình vô cớ đổ vỡ, cõi đất rung chuyển, những loài ở dưới nước, nơi đất liền hoặc bay trên hư không thải đều kinh sợ. Phàm phu thì mờ mịt không hay biết gì. Những hạng kia đều có được năm thần thông, chỉ trừ lậu tận thông, chúng đều mến luyến chốn trần lao, lẽ nào để cho ông làm đổ nát chỗ ở của mình. Vì vậy quỷ thần và các thiên ma vọng lượng yêu tinh đều đến quấy nhiễu ông lúc ông ở trong chánh định. À, tức là khi mà mình ở trong chánh định, không, thì tâm nó thông suốt đó, không, thì mới cảm, tức là gọi là cảm thông với các vị Bồ Tát, các vị đại A La Hán ở mười phương, gọi là tâm tâm nó thông suốt, nó khế hợp nhau, không, vậy tức là vượt qua cái thế gian này, không, cho nên rồi những cái loài ma mà gọi là có thần thông đó thì nó cảm được những cái cung điện của mình nó bị rung chuyển, giống như là muốn đổ vỡ, do đó thì nó có thần thông, cho nên mới tìm hiểu coi tại sao như vậy, thì thấy có ông đó là ông tu thiền định, ông sắp đắc định rồi, sắp giác ngộ, cho nên mới đến phá để mà giữ lại cái cung điện họ, cũng như là giữ lại mình ở trong cái thế gian, ở trong cái vòng kiểm soát của nó. Cho nên là Phật mà khi mà sắp thành Phật là ma vương nó phá vậy. Nhưng mà đây mình cũng phải hiểu, đây là cũng công phu là định lực sâu cả, chứ còn mà định lực thường thường như mình là chắc cũng chưa đến cần phải tới ma vương đến phá đâu. Mà đừng có sợ, nghe nói vậy là nói mình tu thiền là sợ ma tới phá, ma vương chưa tới cần tới mình đâu. Mà khi mà định lực sâu cả đó, thì ở đây là những cái loài ma này, nghe không, nó được năm thứ thần thông, không, cho nên là nó mới cảm được. Đó, còn cái lậu tận thông, tức là cái gọi là cái thông mà gọi là sạch hết những cái phiền não mê lầm đó, thì nó chưa hết, chưa được cái đó, cho nên nó còn gọi là mến luyến ở trong cái chốn trần lao này, do đó mà nó đến nó phá, nó quấy nhiễu để cho mình mất cái sức định. Thì ở đây mình mới nắm vững cái điểm này là không có sợ. Song các loài ma kia dù có giận dữ nhưng chúng thuộc trong trần lao, còn ông thì ở trong diệu giác, chẳng khác nào gió thổi ánh sáng hay như đao chặt nước, trọn chẳng dính dáng gì đến ông. Tức là trọn chẳng dính dáng gì đến nhau. Rồi đó là thứ nhất. Thứ hai, ông như nước sôi, chúng như băng cứng, đem đến gần hơi nóng, dần dần chẳng bao lâu sẽ bị tiêu tan hết. Như vậy thì mình không phải sợ, thấy không? Phật dạy rõ những loại ma kia dù cho nó có giận dữ thế nào đi nữa, nhưng mà nó thuộc về ở trong trần lao. Còn bây giờ ông tu đây á, thì ông là ở trong diệu giác. Thì vậy giống cũng như là chúng nó giống như gió mà thổi ánh sáng. Thì gió mà thổi ánh sáng thì thổi chứ đâu có dính dáng gì. Ánh sáng thì vẫn là ánh sáng thôi. Tức là không có làm sao gió thổi ánh sáng được. Gió thì
thổi cái cây cối đồ thổi này kia được, còn ánh sáng làm sao thổi được, hay là như đao mà chặt nước, thì lấy cái đao chặt nước thì cũng không có dính gì. Hoặc là các ông là những người tu thiền định đó giống như là nước sôi, còn chúng ma kia giống như là băng, thì băng tức là nước đá, nước đá mà để gần nước sôi thì nó sẽ tan. Đó. Chúng uổng công cậy vào thần lực nhưng chỉ là khách thôi. À, phải nhớ kỹ cái điều đó. À, bây giờ nó dù cho nó cậy vào những cái thần lực gì nữa nhưng mà đó là thuộc về khách, mà thành tựu phá rối được ông á là bởi người chủ năm ấm ở trong tâm ông. Nếu người chủ bị mê mờ, khách mới được tiện lợi. À, ngay khi thiền định mà sáng tỏa rõ ràng không mê lầm thì ma sự không làm gì được ông. Đó, à, đó là cái điểm mà phải nắm vững. Tới sở dĩ mà ma không mà nó phá được là do cái người chủ ở trong năm ấm này mê. Đó, còn người chủ mà sáng suốt mà thì khách không làm gì được. Không? Tức là làm gì làm nó cũng thuộc về khách thôi. À, cho nên đây gọi là ma thì thuộc trong trần lao, thuộc về khách. À, cho nên chủ là phải sáng suốt. À, cho nên nhiều người tu mà gọi là bị ma nhập, phải không, rồi bị ma nó chi phối là bởi vì chủ mê, mê rồi sao nữa, rồi nhận nó làm bà làm chủ, không, tôi nhận nó làm chủ cho nó vào nhà, rồi thì nó lại vào nhà làm chủ rồi thì mình thành khách trở lại, đó, thì là mình làm khách trở lại, cho nên là phải thành lệ thuộc vào nó, đó, cho nên nhiều người bị ma nhập rồi bị ma dựa rồi đó là do cái đó, không, tức là chủ mất lực mất sức rồi để cho ma nó làm chủ. À, còn ở đây là phải biết trước như vậy đó, tu cho nó nắm vững, chủ phải sáng suốt, không, và như vậy thì để thấy rằng mình thắng ma ở đây á, không, là thắng ma bằng cái gì, đâu có phải là hiếu chiến với nó, không, mà thắng ma đây là bằng định lực, bằng cái định lực và trí tuệ, tức là bằng định và tuệ, dùng cái sức định và cái sức tuệ mà thắng thôi, mà Phật gọi là dùng cái gọi là cái cung thiền định, cái kiếm trí tuệ đó mà thắng ma. Cho nên ngài Hàng Sơn, không, ngài có bài thơ mà ngài mua nhắc cho cái người để mà biết được đó, tức là ngài muốn nhắc là nếu mà người nào mà gặp cái loài quỷ mị, không, thì chớ có kinh sợ mà phải cứng cỏi, không, gọi tên nó thì nó tự đi, không, cũng giống như là con muỗi mà đậu ở trên con trâu sắt, không, thì nó không có chỗ nào để cắm mỏ được hết. Con muỗi mà đậu trên con trâu sắt thì đậu đậu chứ đâu có hút máu được, có máu thì đâu có hút. Thì cũng vậy, tâm mình cứng cỏi sáng suốt thì ma không có chỗ để cho nó bám vào, thì nó không làm gì được hết. Còn tâm mình mà có gọi là hơi hơi thích nó đó, không, thì đó là có chỗ để cho nó bám vào. Như là có hồi xưa có thiền sư Đạo Thọ, Đạo Thọ là thiền sư đệ tử của ngài Thần Tú đó, không, ngài tu ở núi Tam Phong. Ở đó thì ngài gần gần đó thì thường thường có người, một người mà giống như người ở miền núi rồi đó, ăn mặc giản dị nhưng mà nói năng á thì lạ lùng, có khi thì lại hóa thành làm Phật rồi làm hình dáng Bồ Tát khi La Hán, có khi là hóa làm tiên làm trời, tức là để đến quấy rối đó, có khi phóng hào quang, có khi gây thành những cái tiếng vang động to, không, những cái tướng trạng lạ làm cho đồ chúng của ngài hoang mang, không, để cho giống như cho nó bỏ đi, không, thì nhưng mà ngài Đạo Thọ ngài vẫn là thản nhiên. Thì qua dần 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 vậy tới 10 năm, thì sau 10 năm đó thì nó bật tâm gián hết, hết còn gì hết. Thì lúc đó thiền sư Đạo Thọ đó ngài mới bảo với trong chúng, ngài nói rằng cái người miền núi kia đó
nó làm đủ thứ trò khéo léo để mong rằng mê hoặc mọi người. Còn ta thì ta chẳng thèm thấy, chẳng thèm nghe gì hết. Thì cuối cùng cái khéo léo ấy nó cũng có cùng tận. Còn cái chẳng thấy chẳng nghe của ta đó thì vô tận. Cuối cùng thì này nó phải tiêu. Tức là nó làm gì làm, không? Ngài cũng không cần phải nghe thấy, không cần phải chú ý gì hết, không? Thì cuối cùng rồi thì nó tự tan. Cho nên đó là những cái kinh nghiệm để cho mình nắm vững. Rồi khi mà tu nó có gặp những cái trường hợp như vậy đó thì có đủ niềm tin và vững vàng để không có lo sợ. Chính cái tâm mà lo sợ nghi ngờ đó thì làm cái chỗ cho ma nó vào. Cho nên đây Ngài nhắc đó, bởi vì người chủ năm ấm ở trong tâm ông, nếu người chủ mê mờ thì khách mới được tiện lợi. Ngay khi thiền định mà sáng tỏa rõ ràng không mê lầm thì ma sự không làm gì được ông. Khi ấm đã tiêu tan vào tánh sáng suốt thì bọn tà đều là loại được thành từ khí chất tối tâm. Sáng lại hay phá tối, gần nó là tự tiêu trừ, làm sao chúng còn dám ở lại để quấy rối thiền định của ông? Thì đây là Phật nói rõ, nghĩa là những cái loài ma này thì nó cũng đều là được thành từ cái khí chất tối tâm thôi. Mà mình là tu này thì tức là khi mà những cái ấm nó tiêu vào trong cái tánh sáng suốt của mình rồi thì nó hết còn chỗ để mà gần, không? Cho nên nó không còn ở lại để phá rối thiền định của ông nữa. Nếu ông chẳng sáng suốt tỏ rõ, bị ấm kia che mờ thì ông A Nan hẳn sẽ làm con của ma, thành người của ma như ma đăng già, chỉ là hạng kém cỏi. Cô ta chỉ dùng chú thuật muốn làm cho ông phá luật nghi của Phật. Trong tám muôn hạnh chỉ cần ông phạm một giới, nhưng do tâm ông thanh tịnh nên vẫn chưa bị chìm đắm. Đây chính là muốn phá hỏng toàn thân bảo giác của ông. Ông sẽ như quan tể tướng bị tước hết quan chức, thu sạch gia sản, trở thành lang thang đối rách, không ai thương xót cứu vớt. Phật dạy kỹ, tức là cái quan trọng là mình phải giữ tâm thanh tịnh. Cho nên nếu ông mà không có sáng suốt, nó tỏ rõ, bị ấm nó che, thì ông sẽ làm con của ma, thành người của ma. Đây thì Ngài mới dẫn cũng như là ma đăng già. Tức là cô gái ma đăng già, thì cô này chỉ là hạng kém cỏi thôi. Tức là cô gái ma đăng già này á, là thuộc về cái gọi là cái dòng dõi là Chiên Đà La. Cô là chuyên làm những cái nghề quét dọn để mà nuôi sống thôi. Rồi nhờ cái chú thực của bà mẹ, thì cái đó cũng là cái chú thực của vị Phạm Thiên, dùng cái chú đó để mà làm, muốn làm coi như là cho ông A Nan đó phá luật nghi của Phật. Tức là trong tám muôn hạnh chỉ cần quỷ phạm một giới đó thì nó cũng mất thanh tịnh rồi. Nhưng mà đây quan trọng á, là do tâm của ông A Nan lúc đó cũng còn thanh tịnh, cho nên chưa bị chìm đắm, tức là chưa bị quỷ giới. Nghĩa là cái kia là dùng chú thuật để làm cho ông A Nan ông mê mờ đó, ông mất tự chủ. Nhưng mà Ngài A Nan do cái tâm cũng còn giữ được cái tâm thanh tịnh, cho nên rồi còn gọi là cái chỗ để cho Phật là cứu đó, thoát khỏi chứ không có bị phá giới. Cho nên là người tu cũng phải nắm vững vào này, phải giữ tâm thanh tịnh, chứ còn cái tâm tà hoặc là cái tâm là dục mà nó mạnh trong đó, khởi cái tâm đó lên thì mới có cái chỗ ma nó đến, rồi mới thành quỷ hoại cái giới phẩm của mình. Cho nên đây tâm thanh tịnh thì ma không vào được. Và đây
Ma mà sở dĩ nó vậy đó, nó đến đó không, là nó muốn làm để phá hỏng toàn thân bảo giác của ông, tức là nơi mình có cái gọi là bản tánh thanh tịnh giác ngộ tròn đầy đó, đó gọi là toàn thân bảo giác đó, không? Thì cái đó là cái kho tàng quý báu nhất của mình, không có giữ được nó, để cho ma nó vào cái là nó làm cho mình gọi là phá giới, không? Rồi thì sanh tâm tội lỗi sai lầm, cái thì gọi là hỏng hết đời tu, rồi cái thì mất những cái công đức. Thì đây gọi là giống như là quan tể tướng, tước hết quan chức, rồi bây giờ rồi cái thu hết gia sản nữa, như vậy thành lang thang đối rách khổ sở. Cho nên Phật dạy trước dạy kỹ để cho người tu không nắm vững mà không có mắc kẹt.